Ngô Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn cùng dàn nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Chánh Tính. Thông tin nam diễn viên đình đám của màn ảnh Việt qua đời khiến ai nấy vô cùng tiếc thương. Sáng nay, thông tin nghệ sĩ ưu tú Chánh Tính đột ngột qua đời tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến bạn bè nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng thương tiếc. Ngay lúc này, rất nhiều nghệ sĩ để lại dòng trạng thái đau thương tiếc nuối trước sự ra đi của cố nghệ sĩ. Thân Thúy Hà bùi ngùi đăng ảnh cố tài tử. Minh Tiệp lấy lại hình ảnh của ông trong ván bài Lật Ngửa. Vĩnh biệt anh, một người anh yêu mến, thần tượng của em một thời. Diễn viên điện ảnh gần như duy nhất và hiếm hoi của Việt Nam được lòng của bà con lâu bền như vậy. Hẹn anh để được ngồi với anh mà không kịp. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đăng đoạn trò chuyện cuối cùng với đàn anh. Em không tin luôn anh Tính ơi. Đạo diễn Lê Thanh Sơn, vĩnh biệt chú một huyền thoại vừa đi vào Vĩnh Hằng. Ca sĩ Anh Quân, ca sĩ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Chánh Tính đột ngột qua đời sáng nay, xin chia buồn cùng gia quyến và thành kính trước vong linh ông. Diễn viên Hứa Vĩ Văn, vĩnh biệt chú, một tượng đài của điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Ngô Thanh Vân, xin chào chú, cảm ơn chú đã cho cuộc đời này những ký ức rất đẹp, điện ảnh Việt sẽ luôn có tên chú. Người mẫu Phi Thanh Vân, vĩnh biệt anh hai, người nghệ sĩ huyền thoại, anh hai ơi, em gái bàng hoàng, khi hay tin anh mất, bao dự án của anh em mình còn chưa kịp hoàn thành, những điều anh dạy em sẽ mãi mãi khắc ghi, anh yên nghỉ anh hai nhé, người anh huyền thoại của em yêu mến anh hai rất rất nhiều. Đạo diễn Phước Sang, đăng ảnh của cố nghệ sĩ Chánh Tính.